Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát, kiểm tra và làm việc tại tỉnh Lào Cai về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đánh giá cao những kết quả của chính quyền và nhân dân tỉnh lào cai đạt được trong thời gian qua đặc biệt những nỗ lực trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp phó chủ tình quốc hội nguyễn đức hải cũng chỉ ra một số lưu ý mà tỉnh lào cai cần thực hiện như bảo đảm đủ số lượng tiêu chuẩn năng lực và cơ cấu người ứng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp phù hợp với đặc thù của địa phương trước đó đoàn công tác của ủy ban thường vụ quốc hội hội đồng bầu cử quốc gia đã kiểm tra công tác bầu cử tại phường bắc cường thành phố lào cai